Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc vừa tổ chức sinh hoạt chính trị kết hợp chi trả phụ cấp trách nhiệm cho quân nhân dự bị quý 2 năm 2022. Ngày 21 tháng 6, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức sinh hoạt chính trị kết hợp chi trả phụ cấp trách nhiệm cho quân nhân dự bị quý 2 năm 2022. Tại buổi sinh hoạt, các quân nhân dự bị động viên được nghe thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nước và thế giới, tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong quý 2 năm 2022. Qua sinh hoạt nhằm giúp Ban Chỉ huy quân sự thành phố nắm lại tình hình quân số của lực lượng dự bị động viên để kịp thời bổ sung kiện toàn đầy đủ số lượng chất lượng theo quy định, đồng thời đánh giá vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ dự bị động viên trong việc chấp hành những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp nhà nước, cũng như thực hiện luật dự bị động viên và thực hiện các nhiệm vụ khác, nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới. Dịp này, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tiến hành chi trả phụ cấp trách nhiệm cho 138 đồng chí quân nhân dự bị với tổng số tiền gần 72 triệu đồng.